Cũng phải là vầng dương soi sáng khắp gian trần, chẳng phải là ánh trăng dịu mát giữa trời đêm, chẳng dám là núi cao, đâu dám xanh biển rộng, chỉ xin là giọt sương cho mầm non lên nhanh. Xin, chỉ xin đông chữ giọt sương cho cây lá đứng trời. Xin, chỉ xin cơm chữ tình này, mong đời kết vòng tay. Thưa bà, hôm nay là những dịp Tết đến xuân về, chúng con đến thăm gia đình và có một chút quà gửi cho gia đình ăn Tết vui vẻ. Bà cho con hỏi là năm nay bà được bao nhiêu tuổi rồi ạ? 18 tuổi. Dạ. Nhà mình ở đây thì bà sống với ai ạ? Dám chân với thằng cháu đi, nhỏ đó mà thằng cháu đi ăn cháu, nhỏ rồi bà cũng ngọt. Dạ. Cháu của bà là đi bán vé số, và hai bà thì ở nhà. Vậy thôi, để tụi con để có một món quà tặng bà để gửi bà, là mong bà năm mới thì vui vẻ, sống lâu với con cháu rồi ha. Đem quà vô tặng. Mấy cô đỡ cho gia đình tôi cũng quá nghèo, mà nhờ mấy thầy mấy cô viện trợ tới thì giúp cho kẻ nghèo như vậy. Thì gia đình tôi cảm ơn nhiều lắm. Có cái hội như vậy là gia đình tôi cũng có cái phước đức. Ông bà để lại cho mấy thầy mấy cô để giúp đỡ cho gia đình tôi quá nghèo. Người này giúp, người kia giúp. Xúc động quá, nói nhiều không có được. Thôi, bà đừng. Dạ, hai bà già. Bà bệnh hoạn, tôi cũng bệnh tim. Hai chị em mà không biết người nào đi trước. Phải thương lẫn với nhau. Chị có nhiều chút đỉnh, chia cho em chút đỉnh để sinh ra. Ngày bây giờ có cái hội này, nhờ hai chị em mới gặp được. Từ thiện nói không gành nữa, bởi vì xúc động cái chữ nghèo mà sao ơi, bà cứ bình tĩnh. Bởi vì nhờ cái sân năm nay mà mới gặp được sự đoàn kết thương lẫn với gia đình tôi cảm ơn nhiều lắm. Nói ít thì mấy cô cũng hiểu nhiều. Con là cũng chúc bà làm ăn khỏe mạnh và cố gắng. Gia đình mình thì cũng còn hơi khó khăn, nhưng mà bà phải cố gắng giữ gìn sức khỏe như bà ha. Hai chị em mà không biết. Hôm nay chị Hoài rồi, mời mua vé số, bán vé số trúng số luôn đi, lên luôn. Thôi chắc sân này ở già. Để cầu chúc cho mấy thầy mấy cô được cái hạnh phúc, được tốt đẹp, để làm từ thiện cho bá gia bá tánh sau này. Tới cháu Quỳnh. Dạ, chị tụi con gửi cho hai bà chút lì xì với bà Tết. Nhìn đây nè, nhìn con. Chị chị. Thôi tụi con cũng đến thăm hai bà. Và năm mới thì cũng chúc cho hai bà là sống lâu. Dạ. Chú cũng cảm ơn mấy cậu mấy cô. Tới đây mừng quá. Mà nó không nổi. Tôi cũng biết ngày nào quá đời. Tấm đầu tấm liệm hết rồi. Thôi được ngày nào thì coi như là sống với con cháu ngày đó. Thế rồi bây giờ cũng Đây nè. Vâng. Đây. Anh đang cục. Dạ. Nó xe đụng. Dạ. Dạ thôi, hôm nay tụi con đến đây thôi. Cũng thăm cảm ơn mấy cô mấy cậu nha. Và giờ con xin phép được đi chỗ khác. Dạ. Và cảm ơn. Nhớ con không bà? Nhớ.
Bà ngồi đi con nói. Bà ngồi. Bà ơi, tụi con đến từ hội ủng hộ nhà báo Hải Ngoại yêu nước. Hôm nay là nhân dịp Tết đến xuân về. Dạ. Tụi con đến đây là thăm hỏi gia đình như chúc Tết gia đình mình. Dạ. Ở đây hội nhà báo yêu nước đó nhân dịp Tết người ta tới xuống thăm bà. À. Dạ. Bà cho con hỏi là hôm nay bà được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Khoan. Bà bao nhiêu tuổi? Không nghe. Bà bao nhiêu tuổi? Trời ơi, 28 mấy tuổi á. Trời ơi. Bà sống ở đây với ai chị ha? Với con bé, nó đi bữa nay đi nướng cho nhà thờ rồi. À, bé mấy tuổi? Nó 12 tuổi à. Rồi kinh tế sống mà chủ yếu của gia đình mình là sống bằng nghề gì chị? Còn hiểu hả? Thí dụ ấy thì có hội đoàn rồi cho với con bà thì mỗi tháng nữa cho 200. Với lãnh trên phường được mấy trăm. Bà có mấy người con chị ha? Bốn người con mà không có sống ở đây rồi sống cũng có người sống bên kia. Tức là ở gần đây hay sao? Quá, hả? À, còn có một người đây. Đời. Còn có mẹ, con gái của bà thì chồng làm trên Ô Môn nuôi cái người đó. Đã thương đến tôi. Cảm ơn lắm. Vô luôn. Được, cứ ngồi đi, thương tích tài rồi, ok. À, bà ơi, bây giờ là tụi con á, đoàn xuống á, thăm hỏi gia đình, chúc Tết tặng quà cho bà. Mong bà sang năm mới là khỏe mạnh, sống vui vẻ với con cháu bà ha. Thì bên đoàn em á, là có gửi tặng bà một phần quà chị với là chị tặng lì xì. Bao lì xì, làm chúc gia đình mình ăn Tết vui vẻ cho chị ha. Vì thay mặt gia đình của bà, cảm ơn tụi con có tấm lòng tốt đúng không con. Bà? Dạ. Được đó. À, năm mới tụi con cũng đến đây là thăm bà. Cái này là có món quà nhỏ thôi. Chúc bà năm mới có nhiều sức khỏe, sống với con cái. Cảm ơn tất cả hội, cả chị em, anh em hết, cho chung lối hết. Tôi cũng biết cái gì. Dạ. Dạ tại tôi lấy đầu. Đúng rồi. Thôi được rồi. Tụi con xin phép được đi đến cái hộ khác. Cũng mong rằng bà được sống lâu với con cháu. Dạ vậy cũng thay lời cảm ơn chú với các con cũng có lòng tới thăm bà. Dạ. Nhỏ đó nó có đưa lên mạng. Con bị tai biến, dạ. Một chỗ giờ bà già vậy bà phải nuôi một con. Giờ bà, con thì nằm chỗ nằm trong bà già đóng kia. Con nó ở vậy nó nuôi bà mà giờ nó tai biến rồi, giờ nó nằm chỗ vậy đó. Rồi tai trái. Dạ bà cứ ngồi đi. Đây bà ngồi xuống đây. Chính mẹ hai người còn sống lâu. Dạ thưa bà. À, tụi con đoàn tụi con đến từ hội hải ngoại ủng hộ nhà báo yêu nước á. Thì hôm nay là nhân dịp Tết đến xuân về, tụi con đến là ghé thăm gia đình mình, chúc Tết gia đình mình với tặng quà cho gia đình mình. Dạ. À, bà cho con hỏi là năm nay bà được bao nhiêu tuổi rồi bà ha? Dạ 92. Bà 92. Dạ còn chú đây. Đây là chắc 51. Nói chuyện không được. Dạ chú bị tai biến hả bà? Bị tai biến rồi hất khẩu luôn. Nói không được, nằm một chỗ. Bà còn cháu ha, con ai sống chung với lại bà ở đây ha? Có một hai mẹ con tôi hả? Dạ, có hai người hả bà? Dạ. Bình thường thì ai lo cho bà? Tại có người này cho, người kia cho vậy á. Dạ. Thế bà còn con cái gì không? Còn ai nữa không? Dạ, còn nhỏ thứ hai ở Bình Thủy, lột tại Bình Thủy. Dạ. Dạ. Mà có hay về thăm bà không? Dạ. Sao lố quá trời không thấy lên. Dạ. Thôi giờ hôm nay là tụi con đến đây thăm bà. Dạ. Để là thăm tụi con có lì xì Tết cho bà rồi. Dạ. Dạ. Đến coi như là mình có ít quà gửi cho bà ăn Tết vui vẻ. Dạ. Dạ. Chúc bà Tết. Chúc bà sống thêm thời gian nữa. Dạ. Để với con cháu. Anh đợi anh bạn. Đây đợi đi.
cảm ơn nhiều quá trời. Dạ, đây là quà đoàn chúng con gửi về tặng bà ăn Tết. Dạ, dạ. Dạ, năm nay là mong bà ăn Tết là được sung túc hơn mọi năm bà nha. Dạ. Dạ, cố gắng sống khỏe bà nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Tôi không biết khi nào có được cái trả ơn nghĩa. Dạ, không mấy ai rồi còn sống lâu nữa. Dạ, mà bà cố gắng sống khỏe mà. Chắc con trời phù hộ tôi luôn. Bà này, hồi nào tới giờ nó cũng nhà, nó cũng không vợ con thì ở vậy mà con thì á. Thôi vậy tôi con xin phép rồi con đi thăm nhà khác nữa. Bà ráng cố gắng khỏe nha bà nha. Dạ. Đoàn của tụi em đến từ hội ủng hộ người báo yêu nước với là kết hợp với các mạnh thường quân ở Cần Thơ. Thì hôm nay là nhân dịp là Tết đến xuân về. Đoàn chúng em tới ghé thăm gia đình chị, cũng chúc Tết gia đình chị, rồi có một món quà để mà tặng cho gia đình mình ăn Tết cho vui vẻ. Chị em hỏi tí xíu ha. Chị tên gì ạ? Tên Vân. Chị Vân, chị Vân ở đây sống với bé thôi à. Rồi ông xã đi sao chị ha? Ông xã lúc đó bị bệnh ung thư chứ. Mất mấy năm rồi chị? 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi. Rồi kinh tế sống chủ yếu của gia đình mình là chị sống chủ yếu bằng nghề gì? Lúc trước thì còn ông xã đi làm ngày mai. Sau này ông xã mất rồi thì cũng làm đủ thứ nghề để kiếm sống cho bé. Tại vì phải lo cho bé cơm nước để em không. Rồi nhờ khi bé bị bệnh á, không có làm công ty được. Dạ, em là bé là con tính gì? Con tính Nhi. Nay con học lớp mấy rồi? Dạ, học lớp 4. Học giỏi không? Dạ, giỏi. Mà lì xì cho bé như vậy năm mới ha. Bé cố gắng học giỏi nha, rồi lớn lên phụ mẹ nha. Mình cảm ơn tất cả nhà báo bên Ngọn đã đến thăm bé. Dạ. Và gia đình cho bé. Tôi cũng đại diện cho hội nhà báo hàng ngoại giúp nước với lại là các mạnh thường quân ở Cần Thơ chúc cho chị và cháu được nhiều sức khỏe. Dạ. Sẽ gặp nhiều điều may mắn hơn trong cuộc sống. Chúc cho cháu học giỏi. Dạ. Nha. Hết rồi thì tức là bé bị bệnh, nó bị virus con HP á, bệnh ngoài hả, không có làm sở được, phải đi làm ngoài vậy chưa. Chưa hết hả? Dạ. Thấy khỏe mạnh vậy chứ bị con virus á, rồi lâu lâu phải đi khám bệnh. Nghe quá hả? Rồi đó coi. Thôi giờ cố gắng thôi, mẹ con sống như thế sao vậy ha. Dạ. Từ nãy rồi con, chị có hết bệnh rồi, học giỏi nha. Ráng khỏe, học giỏi nha, sau này phụ mẹ nha. Chú con, nhà bác sợ đã đến thăm mẹ con không? Dạ, được rồi chị. Chị ăn Tết hôm nay vui chị ha. Rồi, thay mặt mọi người em chào chị. Dạ, chúc gần năm mới rất là nhiều thành công mới. Dạ, rồi, cảm ơn. Dạ. Mẹ mình ngáo thôi nổi. Được không? Bà nhớ con bà. Nhớ con coi lại bà với Nhi đấy. Được rồi, được rồi. Đi nghiêng chân này em, đi nghiêng chân ra đi. Dạ. Hôm nay có hội ủng hộ nhà báo các nhà báo hải ngoại và hội một số mạnh thường quân ở Cần Thơ đến hỏi thăm và chúc Tết bà. Mấy ông không? Dạ. Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 79. Dạ, 79 hả bà? Bà sống ở đây với ai ạ? Có mình. Có mình hả? Dạ. Bà có con cháu gì không ạ? Có mà, con nó nghèo, nó xa, có vợ chồng ở xa. Vậy có hay gì thăm bà không? Tết nó mới có gì, có khi ở xa quá nó có không có gì nữa. Vậy là ở đây cơm nước bà tự nấu luôn hả? Tự nấu ăn. Dạ, các anh, các chị... Chị tôi có gửi tiền gì cho bà không? Dạ không có. Dạ. Rồi hàng ngày bà sống cái gì? Dạ, chị em ở đây giúp đỡ. Dạ. Dạ, dạ. Thôi, thì năm mới cũng sắp tới. Thì tụi con xin chúc các bạn cho năm mới có nhiều sức khỏe. Sống
thêm được chút dài nữa. Dạ. Dạ, với bà con hàng xóm với con cháu. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy nha. Dạ. 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 Tụi con chúc bà luôn mạnh khỏe. Dạ. 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 Dạ thôi con xin phép nha. Đi đến nhà khác đi. Dạ. Cố gắng sống vui vẻ, bớt khỏe rồi nha. Dạ, tụi con đi. Có lên cho chị có đem theo phần quà đó. Dạ, phần quà đó mẹ tặng trên kia mà tặng ở đây luôn. Đây đây đây. Dưới một tí rồi cái nó. Hả? Tụi mình chung đó. Không nhớ, nhớ hay rồi. Thế bà cụ này thì những ai nuôi hàng ngày? Bà ở đây. Nhưng mà phải có cái... Có con, có cháu nhưng mà nghèo khổ quá đi mừng mướn thêm lâu về vậy đó. Rồi thiếu như Hương kia thì bà kia cũng có bệnh nên ở nhà rồi bà giờ nuôi ổng bệnh á, rồi con cháu ở đâu rồi cho 10.000 20.000, nói chung ăn cơm là chứ là muối xả là đa số. Rồi có đem thêm phần quà đó để ghé đó luôn. Thấy bà dễ khổ ta. Như vậy trước khi mình có được cái căn nhà nhỏ bé mà mới được xây gì thì bà sống như thế nào vậy nhỉ? Sống mình bệnh hoài cũng có mạnh đó con. Ngày nào cũng nhớ ơn mấy con, mấy chú, mấy cậu, bác Hồ rồi. À, vậy chắc có lẽ trước khi có căn nhà này mình ở một căn nhà chắc cũng phải dột nát hoặc là những trống trước trống sau, cho nên là nhà nước cũng như là các cái anh bộ đội mới giúp mình và xây cái căn nhà này mà. Vậy là năm nay có nghĩa là mình ít nhiều mình có được cái mái ấm che nắng che mưa, có chỗ được ấm thân và đồng thời có được một chút tình cảm của các anh chị em ở đây, có lẽ là năm nay sẽ hạnh phúc nhiều hơn bà hả? Dạ. À, nào này mới bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 84 tuổi con. Nhà có nhờ mẹ tuổi rồi tôi nói có trời đất làm chứng nha. Mà chú bộ đội cất nhà cho tôi mà tôi không có nuôi con chú, rồi chú nuôi con cho tôi, rồi chú nuôi đồ ăn, rồi chú cho tiền mua thuốc uống nữa. À vậy là vừa xây nhà mà phải vừa bỏ tiền túi ra để tự nấu cơm ăn, rồi nấu cơm cho bà luôn đó. Rồi đó chú thẳng đó. Như vậy cuộc sống này còn rất là nhiều những điều tốt đẹp. Tốt đẹp nhiều dữ lắm. Con cũng cảm thấy hạnh phúc. Bà yên tâm đi, cuộc sống này không có con, không có cháu để lo. Cuộc sống vẫn còn rất là nhiều những người tốt đẹp. Chung tay góp sức với nhau để giúp nhau. Như thế này mà trời mà lạnh trong mùa này nữa thì thật là khó khăn bà hả? Dạ. Thôi.
thôi thì nhân dịp xuân mới tụi con đến đây, tất cả anh chị em cùng một lòng là mong muốn bà có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn trong mỗi ngày còn lại của cuộc đời mình. Sống nhiều hay không nó không quan trọng, mà mỗi một ngày sống có một ý nghĩa và hạnh phúc, đó là điều mà tụi con mong muốn, và cũng mong muốn bà sẽ còn lại tất cả những ngày sau tốt đẹp hơn bà nhé. Cảm ơn hết trơn các chú, các cậu, các cô, chùm xóm giềng. Cũng nhờ cái đức ơn của Bác Hồ mới có được ngày hôm nay cái nhà như vậy. Thì vui mừng lắm mà. Thành số của mình bệnh là tại nó bệnh hoài vậy chứ không biết làm sao. Không có mấy chô, mấy chú, với mấy Bác Hồ rồi với mấy nam tròn trống. Ngày hôm nay tôi đâu có được cái nhà như vậy. Mà giàu tôi có chết nữa, tôi cũng nhớ ơn mấy cô, mấy chú, tất cả hết trơn xuống liền. Rồi vậy thôi anh chị em con chào bà, vì tụi em con còn có nhiều việc và còn đến nhiều những gia đình giống như hoàn cảnh của mình để chia sẻ với các anh chị những gia đình khác bà ha. Các chú, các cô, các bác là ấy nó ngại đi. Rồi đỡ rồi luôn. Đứng nè anh. Lao hàng. Rồi được rồi. Thôi thôi. Không thấy mà mắt thấy mà mắt không sáng lên như là có chuyện đấy. Không mắt không chạy. Dạ chào ông, bữa hôm nay thì hội thiện nguyện ở Cần Thơ kết hợp với hội những người ủng hộ các nhà báo hải ngoại yêu nước đến đây để cùng thăm và chúc ông một năm mới có nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc. Và nhóm chúng con thì kết hợp với nhau cùng với sự đóng góp của các anh chị em ủng hộ ở nước ngoài thì gom lại mua một phần quà để giúp ông có một cái Tết ấm áp và đầy đủ hơn. Dạ con cảm ơn hết trơn tất cả hội. Không biết nói gì nữa. Dạ. Ông ơi, con thấy ông nằm đây mà rất là run, là mình bị bệnh, mình bị đau, mình bị run hay là do trời lạnh không hả ông? Dạ, do lạnh. À, do lạnh. Con cũng thấy cái giường của mình rất là lạnh và cái màn đắp của ông cũng rất là mỏng. Dạ. Khi bước vào thì con thấy ông nằm tay chân run hết, thì có lẽ trời lạnh này xương chắc nhất lắm ông hả? Rồi cũng không có nhất gì lắm, mà lao vậy thôi. Dạ nó đau. Hiện giờ ông có bị bệnh gì trong người không ông hả? Dạ bệnh ấy, bệnh tai biến mấy năm rồi. Dạ. Năm gì đó là năm năm rồi cô ơi. Dạ. Vậy thì hiện giờ là ông sống với ai không? Dạ sống lại với bà xã, rồi thằng cháu ngoại nó đi bệnh rồi không có anh là. Dạ. Rồi có gì đó. Dạ vậy thì hiện giờ ai trong gia đình mình là người lao động chính để có thể lo mọi việc ông hả? Dạ có thằng đó mà lành lành gốc rác cùng lúc nó chân nữa. Dạ vậy là mình cũng chỉ nhờ vào một cái nguồn lao động chính mà cũng chỉ làm thuê theo kiểu mà ai mướn thì làm hả ông? Dạ. Dạ vậy thì khi ông bệnh như vậy á thì có phải lo thuốc thang hàng ngày không ông hả? Dạ nó đi nhà thương người hết bữa rồi về mà thôi rồi tới giờ không có tiền quá thì. Dạ như vậy là do mình không có tiền cho nên là mình đành về nhà mình chỉ nằm gì thôi. Dạ. Dạ. Thì cũng nằm vậy đó là năm năm rồi nó còn mấy ngày nữa là tới Tết đó là năm năm mà. Dạ. Không có đi được muốn nào hết trơn. Dạ. Con thấy nhà mình đi ngang con đi vào cái đường rất là khó đi, đi vòng vèo rất là nhiều chỗ rồi phải qua rất là nhiều cái cây cầu khỉ. Dạ. Mới tìm ra được nhà của ông thì có lẽ là
mình cái hoàn cảnh của mình cũng khó khăn lắm mới phải đi vòng vèo như vậy để kiếm được một miếng đất nhỏ để có thể có được căn nhà không hả? Dạ. Và con còn thấy nữa là căn nhà của mình để chữ là đại đoàn kết như vậy có lẽ cũng không có phải là do gia đình mình tự làm. Dạ, cái nhà bên đó là của con, của thằng rể, nhà các con đó đó. Dạ. Còn nhà tôi ở đây thì nhà nước cho. Dạ, vậy là cũng nhờ nhà nước cất cho mình thì mình mới có được cái mái che, mưa che nắng không hả? Dạ. Dạ. Thì tụi con qua tìm hiểu và đến đây thực tế thì tụi con cũng biết rằng cái hoàn cảnh của ông bà ở đây là rất là khó khăn. Và tụi con thì nhiều thì chưa thể giúp gì nhiều. Mong rằng trong tương lai tụi con sẽ làm được nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà ít nhất trong năm nay tụi con cũng mong với món quà nhỏ như thế này thì sẽ giúp ông bà có một cái Tết ấm áp hơn và có nhiều niềm vui hơn. Và ngoài những cái món quà này thì tụi con có còn một chút cái bên món quà nhỏ con nữa gửi ông lì xì Tết. Cảm ơn hết sân trong lòng ủng hộ tôi sẽ hồi mà chơi bệnh đó thì cũng lao động ngốc giác chứ không có việc gì hết trơn cô ơi, không có giường đất gì hết. Rồi, con cũng chỉ mong một điều duy nhất là với tuổi già thì ông sẽ có được một cái sức khỏe tốt hơn. Cầu ơn trên ban cho ông có được một cái sức khỏe tốt hơn để ông sống những ngày còn lại thật là nhẹ nhàng mà không có bị đau đớn, dẫu em có nằm thì cũng không cảm thấy là nặng nề với cuộc sống của mình. Cảm ơn ông. Và do chúng con còn rất là nhiều những cái gia đình khác cho nên là chúng con sẽ xin từ giả ông ở đây và chúc ông và gia đình có một mùa xuân mới thật là tốt đẹp và những ngày còn lại trong cuộc đời cũng thật là hạnh phúc ông ha. Dạ. Đúng rồi, rất chân. Dạ. Dạ, ông nghỉ đi. Dạ. Ông cứ nằm nghỉ ông nha. Dạ. Con thấy ông ngồi thở có vẻ khó khăn quá. Con không biết là ông bị sao không ạ? Tim. À, ông bị tim. Hả, ông bị tim lâu chưa ông ha? 6-7 năm rồi. Dạ. 7 năm rồi, 7-8 năm rồi chứ. Vậy mình có đi phẫu thuật hay làm gì chưa? Có đi Cần Thơ, đi làm viện. Dạ. Rồi đi siêu âm rồi đó. Dạ. Nhưng mà điều trị á không? Điều trị thì điều trị ở Đa Khoa Trung ương nè. Dạ, rồi giờ mình có còn đang điều trị không? Tôi nghỉ mấy tháng rồi. Lý do tại sao mình nghỉ không hả? Vì tiền bạc không có. Dạ. Như vậy hiện giờ thì cái bệnh tim của ông thì nó làm cho ông cảm thấy như thế nào? Mệt lắm. Dạ. Tại con thấy nãy giờ ông thở nói chuyện là cũng phải thở hướng lên hướng xuống là chắc là mệt lắm. Mệt. Dạ. Rồi hôm nay thì ông thấy tụi con đến đây đông đảo như vậy á là do chúng con là được cái sự ủng hộ của hội những người ủng hộ các nhà báo hải ngoại yêu nước kết hợp với hội thiện nguyện ở Cần Thơ, chúng con cùng nhau đến đây để chúc Tết ông bà. Dạ, cảm ơn cháu ha. Dạ. 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 Cảm ơn những người đã chở đó. Dạ. Thế giờ hết biết rồi. Dạ, thì nhiều thì chúng con chưa có thể làm nhiều được. Chúng con cũng chỉ là những cái bước đầu để mỗi lần giúp được một số gia đình một chút gì đó thôi. Thì năm nay chúng con chỉ có một chút phần quà Tết, xem như là món quà để làm ấm lòng những người còn có những hoàn cảnh khó khăn hoặc là có những sự cần giúp đỡ chung tay của mọi người. Thì mong rằng ông bà sẽ có một cái Tết thật là ấm áp ha. Dạ, con có thể vào trong nhà để chào bà một tiếng không ạ? Được. Dạ, năm nay bà con bao nhiêu tuổi rồi? Tôi là 70 mấy rồi. Dạ. 78 hay gì rồi. Dạ. Ông bị bệnh tim như vậy chắc lâu lắm rồi, ông cũng không có đi làm gì để giúp gia đình được bà hả? Không, không. Dạ, vậy bây giờ lao động chính ở nhà thì ai lo bà?
Vậy có thằng con đó nó ở nhà thì ai mượn thì nó mừng. Dạ cũng lại là làm mướn theo kiểu gọi là ai mướn cái lúc nào có thì mình làm. Còn vậy thì những lúc mà không có ai mướn thì gia đình mình sống bằng cái gì? Thì cũng sống như đó. Dạ có nhiều như thì mình kéo qua không? Kéo ra. Có lúc nào nhà mình không có gì ở trong nhà để ăn không bà? Mua không, ở đây là mua không. Dạ. Mà như kiểu như mình đâu có đi bắt cá, bắt gì được. Dạ. Mua ăn không? Tất cả mọi thứ đều phải đi chợ mua mà có một người lao động để chia cho cả nhà. Và lúc có lúc không mà ông còn bị bệnh nữa cho nên là mình cũng không có tiền để đi khám bệnh, để đi trị bệnh đúng không? Dạ đây là một chút xíu phần quà của hội những người ủng hộ, những người, những nhà báo hải ngoại yêu nước á, kết hợp với nhóm thiện nguyện ở Cần Thơ. Chúng con đến đây có một chút tấm lòng để giúp ông bà có một cái Tết ấm áp hơn. Mong ông bà vậy nhận. Vậy cảm ơn mấy cháu. Hay không? Đây là lì xì Tết của nhóm thiện nguyện Cần Thơ. Cũng có một quà lì xì cho không ông bà. Không có gì được, ổng cũng vậy. Uống thuốc hoài như ăn bánh, uống hoài. Dạ. Sớm mơ uống chiều. Dạ. Con mong rằng với những cái gì còn xảy ra trong cuộc sống sẽ không còn làm cho ông bà khó khăn nữa, bằng tấm lòng của những người quan tâm đến giúp đỡ. Không chỉ là chúng con mà chắc chắn sẽ còn rất là nhiều những người khác quan tâm đến ông bà với những cái hoàn cảnh khó khăn. Và mong rằng trong thời gian sắp tới thì ông bà sẽ có một cuộc sống tốt hơn và sức khỏe cũng được phục hồi để có thể là nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống mà không phải lo tiền thuốc thang bà ha. Thì con cũng có những cái nơi khác để đến thăm nên là từng giả bà ở đây ha. Mong bà có một cái mùa Tết thật là đầm ấm và hạnh phúc bà nhé.